Vì sao bạn mờ mịt? Tóm lại, không ngoài tham sân si mạng quá nặng thì bạn liền mê muội. Người xưa thường nói thế lợi quên nghĩa. Miệng phải tâm trái, qua lại với mọi người đều là có mục đích. Mục đích gì vậy? Có thể chiếm lợi. Đó chính là kẻ mê. Con người này có thể lợi dụng, phải cố gắng qua lại với họ. Ngày nào giá trị lợi dụng không còn nữa thì liền xa cách họ. Sự việc như vậy trong xã hội ngày nay nơi nơi đều có thể xem thấy. Người học Phật chúng ta xem thấy được rất tường tận. Trước mắt họ chiếm được một ít tiện nghi của người khác, đời sau là quả báo ở ba đường. Sau khi trả báo ở ba đường xong, sau khi tội nghiệp trả xong, khi trở lại nhân gian vẫn còn phải trả nợ cho người. Thiếu mạng thì trả mạng, thiếu tiền thì trả tiền. Bạn nói xem có ý nghĩa gì? Cho nên ngay trong mắt của Phật Bồ Tát nhìn thấy những chân tướng sự thật này, rất cảm thán mà bảo rằng thật là kẻ đáng thương, thật đáng thương. Chúng ta học Phật xem là một đời này rất may mắn, có thể gặp được Phật Pháp, có thể gặp được Đại Thừa, nhất là gặp được Hoa Nghiêm. Đem những hiện tượng này làm cho rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo mới biết được chính mình phải nên làm người như thế nào. Làm một người minh bạch, không thể làm việc hồ đồ. Mỗi giờ mỗi lúc đều không ngừng nâng cao tánh linh của chính mình, quyết không đi đường sai, vậy thì đúng.